Linh Trang xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ ngày mai 18 tháng 11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ với nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 24 đến 26 độ C. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ gần sáng ngày mai ở khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Và trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo ngày mai khu vực Nam Bộ thời tiết không có quá nhiều sự thay đổi so với ngày hôm nay, phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Bản tin sẽ là những thông tin về thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay cơn bão Manji đang di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về phía Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Manji di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h đi vào Biển Đông và suy yếu dần ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 14. Ngày mai dự báo khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m. Khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 m. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.